Xin chào cả nhà thân yêu. Cả nhà ơi, thì hôm nay mình thấy trời trăng sáng quá. Trời trăng cũng sáng mà bầu trời cũng rất là có nhiều điều lạ nè cả nhà. Cả nhà nhìn xem ha. Chóp nháy liên tục luôn. Dạ, oh wow. Ủa cả nhà thấy không? Chóp nháy quá trời luôn á cả nhà. Đó. Bên nha cả nhà. Đây là ánh trăng ban đêm, mình nhìn giống tựa tựa như ánh mặt trời ban ngày vậy cả nhà. Nó có một dần đỏ luôn nè. Đó. Cảnh mây trời giấc tối nha cả nhà. Thành phố Phnom Penh về đêm ha. Thì nó cũng giống như Sài Gòn mình thôi cả nhà. Nó cũng giống như các thành phố ở Việt Nam mình thôi, rất là sinh động. Xe cộ thì tấp nập, nếu mà không có mưa thì cũng đông, rất là đông đảo người qua lại đi những cái khu vui chơi hoặc là những cái chợ, những cái phiên chợ tùm nượp á cả nhà. Chợ tùm nượp là giống như là siêu thị Lucky đồ đó cả nhà. Mình xin lỗi, lâu lâu mình kêu một lần mình cũng ít có nói chuyện gì đó cả nhà, ít có kêu gì đó, bởi vì nhiều khi cũng quên. Xin cả nhà thông cảm nha. Đây là khu chợ mới của thành phố Phnom Penh. Cũng bây giờ bầu trời thì sáng, ánh sáng của những cái bóng đèn, rồi thêm ánh sáng của mặt trăng, rồi thêm là ánh sáng của chóp nháy của trời nữa. Cái gì sấm sét đó cả nhà. Rồi nó ánh trăng cũng ngộ lắm. Là màu đỏ cả nhà, xung quanh là màu đỏ đó cả nhà. Thì cả nhà nhìn đi chứ mình cũng không biết tả làm sao nữa cả nhà. Thì đây mình đang quay trực tiếp cho cả nhà xem, đây là bầu trời của đêm nay. Không biết bữa nay là ngày mấy ha, là bữa nay thứ năm đó cả nhà. Không biết mùng mấy mình nữa. Ở đây thì 26 Tây. Còn ngày mình thì nhiêu mình cũng không có được coi lịch, mình cũng không biết nha cả nhà. Có cả nhà xem bầu trời thay đổi không? Nhìn những cái áng mây kìa. Rồi thêm những cái sấm chớp. Chớp nháy liên tục luôn cả nhà, nhìn rất cũng thấy sáng, cũng thấy đẹp, nhưng mà không biết là tối nay có mưa không nữa. Còn dần trăng thì đỏ lòm luôn cả nhà ơi, không biết sao. Trăng thì không có đỏ nha cả nhà, nhưng mà ở ngoài dòng cái trăng có mây đó thì mình thấy nó màu đỏ. Đây cả nhà nhìn đẹp không đó. Thì mình quay ngược rồi quay xuôi, mình xây điện thoại cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là bầu trời về đêm nha cả nhà. Ở phía trước mình thì còn không biết cái ánh sáng đó, là mình nghĩ cái ánh sáng bóng đèn từ dưới chiếu lên thôi cả nhà. Thì mình thấy nó chiếu cũng mới đầu có hai bóng à. Rồi từ từ nó có thêm vài cái nhỏ nhỏ nó dạ lên nữa, rồi mình cũng không biết là bóng đèn hay là cái gì nữa. Thì mình nghĩ là thành phố thì chắc có bóng đèn dạ gì người ta chiếu sáng gì đó cả nhà. Thì mình nghĩ vậy. Wow, cả nhà thấy sấm sét nhìn thấy dữ dội luôn. Mưa mấy ngày nay thì tối lại mưa lớn lắm cả nhà. Không biết đêm nay có mưa không đây. Mấy ngày trước mưa quá trời mưa luôn, đêm lại mưa giống như là chút nước. Mình ở trên cao người ta hết đó cả nhà, cho nên trời mà mưa xuống thì mình cũng ngủ không có được nha cả nhà. Ổng ào ạt xào xạc quá, mưa ngủ cũng không được. Mỗi lần trời mưa thì mình cũng phải giật mình. Giả lại mưa tới thì mình cũng ít có ngủ được lắm cả nhà ơi. Không biết là do là mình từ nhỏ mình đã sợ cái cảnh trời mưa hay gì không biết, cho nên bây giờ mỗi lần mà trời mưa hay là do gió thì mình rất là sợ, mình giật mình thức dậy liền. Đó, cả nhà nhìn xem
Đây là bầu trời về đêm, là thật sự bầu trời về đêm của khu nhà mình luôn nha. Đó. Nhìn mây với mặt trăng nhìn ngộ không cả nhà. Giống như mây là giống như là con phụng á cả nhà. Đây nè. Giống như cái đuôi phụng vậy đó cả nhà xem. Quăng 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 tới đây là hết. Xong cái dòng lại tới cái đầu của cái đám mây thì là một ánh sáng là của mặt trăng nha cả nhà. Giống như là con phụng vậy đó. Nhìn cũng rất là đẹp. Thì mặt trăng dạ không biết sao mà lên đỏ lòm vậy đó cả nhà. Thì mình cũng không biết nữa, thì cả nhà tự xem ha. Đó. Ôi trời, sấm sét quá trời luôn. Đó, cả nhà nhìn xem phía trước nè. Hồi nãy thì có một hai cái bóng sáng sáng lên thôi, chiếu từ dưới chiếu lên sáng. Bây giờ thì ở ngoài mình nhìn rất là nhiều, cả nhà, rất là nhiều tia nhỏ nhỏ luôn. Giống như nó có từng cục mây nhỏ 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 vậy đó cả nhà. Mình thấy là mây chứ mình không có thấy bóng đèn nha cả nhà. Còn như không biết cả nhà nhìn sao ha. Thì mình nhìn thấy sao mình quay vậy, mình nói vậy thôi chứ mình cũng không biết nó là cái gì cả nhà. Thì mình hy vọng đó là cái bóng đèn của người ta. Còn bây giờ mình muốn quay, mình thấy chớp nháy quá trời, mình muốn quay lại cho cả nhà xem cái tia sấm chớp như vậy á. Cái nhà ở dưới lầu tư kìa, ở phía bên kia đường lận mà người ta nói chuyện nó lớn vậy đó cả nhà. Người ta xúm nhau 5-6 người vậy đó kìa, 2-4-6 người, không biết ăn nhậu gì đó mà nói chuyện lớn quá trời lớn. Đó là người Campuchia, người ta ngồi ăn cơm hay là ăn nhậu gì mình cũng không biết, nói chuyện rất là lớn. Còn mình thì ở lầu 6 luôn nha cả nhà, cho nên mình đứng cao hơn người ta hết. Mình đứng là mình nhìn, mình quay xuống là thấy hết luôn. Đây, xung quanh nhà mình đây. Đó. Kêu chi không ôm sùm vậy không? Quánh đòn vậy. Hồi người ta qua người ta quánh. Hồi người ta qua người ta quánh con mẹ chạy vậy. Mình nói vậy đó cho con mình nó giật mình. Cho con mình nó sợ cái nha. Ê. Trăng không phải là đỏ một chút đâu nghe cả nhà. Trăng này đỏ từ hồi có khoảng chừng 7 giờ hơn tới bây giờ luôn á cả nhà. Giờ này không biết có mấy giờ rồi đấy. Đây thì cái khu chợ mới. Oh wow, cả nhà thấy không? Cái khu chợ mới tối lại thì người ta cũng mở đèn ở trên cái nóc nhà vậy đó cả nhà, nhìn thấy nó sáng ác không. Rồi xung quanh nè. À, cả nhà coi mấy cái rừng trắng trắng đó đó, càng ngày càng lên cao, càng ngày càng lên cao luôn ha. Ồ, sấm sét rồi kìa, nhìn quá trời luôn cả nhà. Ở thành phố, người ta ở thành phố giờ này người ta đi chơi, đi thả rong rồi cả nhà. Còn mình thì mình làm biếng. Mình làm biếng lắm luôn. Nhưng mà bữa nay ngày hôm qua là 25 Tây thì là ở đây có cái hội chợ Việt Nam á cả nhà, có hội chợ triển lãm Việt Nam. Thì mình có đi cũng ghé mua đồ đó cả nhà, mà mình quay phim lại mà không biết làm sao đi về tới nhà, mình coi lại phim không có miếng nào hết trơn cả nhà. Không biết làm sao nữa. Mình quay từ lúc mình đi cho đến đi vô tới chỗ hội chợ luôn, mình mua đồ mình cũng quay tùm lum hết trơn luôn, mà sao về tới nhà không còn miếng nào hết trơn, mình cũng không biết nữa cả nhà. Không biết sao người ta không cho phim, nó không cho dính. Thì mình nói để ngày mai chồng mình có rảnh ở nhà thì mình sẽ trở lại cái khu chợ triển lãm đó. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem ở bên Việt Nam qua bán đồ ở bên Campuchia như thế nào. Rồi người Campuchia đi chợ mua đồ như thế nào.
Thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem ha. Mình thấy cũng rất là vui, mình thấy người Việt Nam qua buôn bán vậy đó, mình rất là cảm động luôn cả nhà. Mình nói chuyện với người ta mà mình rất là cảm động. Mình vui á, mình mừng á cả nhà. Mừng là được gặp người Việt Nam. Thấy người ta qua mua bán vậy á, mình cảm thấy thân thiện á. Cho nên mình thấy cảm động chứ không phải là cái gì đó cả nhà. Ủa cả nhà nhìn ra giống như người ta kêu nè, mã đáo thành công rồi cả nhà. Cả nhà nhìn cái áng mây trắng là giống như cả đàn ngựa không, giống như nguyên một đàn ngựa đang chạy tới phía trước nè. Đó là ta kêu mã đáo thành công đó cả nhà. Thôi thì mình cũng xin xuống like và cũng xin chúc cho cả nhà mình được thật nhiều may mắn, niềm vui hạnh phúc trong gia đình nha cả nhà. Xin chúc tất cả đều được bình an. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Siêu Hiền Vlog từ đầu cho đến cuối nha cả nhà. Cả nhà ơi, gắn xem video ủng hộ, like share ủng hộ giúp mình với, để mình được có một cái kênh, có được một cái kênh chính thức để con mình nó vui vẻ nó tiếp quay với mình nha cả nhà. Với lại mình cũng muốn quay một thước phim để trọn vẹn chung với nhau hết đó cả nhà. Thì con mình nó còn tuổi đi học á cả nhà, nó cũng ngại, nó cũng mắc cỡ, rồi nó sợ là không biết là mẹ làm như vậy, không biết mẹ làm có được không, mà mẹ quay lên tùm lum hết trơn rồi đây rồi không được, người ta cười mẹ nói mà con đi học người ta cười con. Mình nghe mình cũng thấy tội nghiệp con mình, nó cũng ấy, nhưng mà mình nói thấy người ta làm được nhóc hết trơn con ơi, thì mẹ cũng gắng cố gắng. Thì ở đây mẹ cũng có gì đâu để quay, thì mẹ quay đồ ăn nấu ở trong nhà thôi, chứ có gì đâu lạ đâu để quay nữa. Thì ông bà cô chú, anh chị em, bạn bè, người thân, thì người ta thương thì người ta sẽ xem ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ, chứ còn kêu mẹ quay giống như người ta ăn mâm hải sản hay là đi du lịch chỗ này chỗ kia thì mẹ đâu có khả năng đâu mà đi, con đâu có khả năng đâu mà làm. Còn làm đồ ăn thì chỉ làm đồ ăn bình thường thôi, chứ còn làm đồ ăn mà mắc tiền quá, hải sản tôm cua rồi đó, thì mình cũng chưa có khả năng nha cả nhà. Mình cũng nói thiệt, không phải than với cả nhà đâu, thì mình nói thiệt vậy thôi. Wow, cái tia sấm chớp này quá trời luôn á cả nhà. Thì mình cũng hy vọng cả nhà ủng hộ, yêu thương, xem video của mình và like, share, đăng ký kênh để mình có được một cái kênh YouTube chính thống nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là an vui và hạnh phúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Xin chào.